và nó cũng gần sát sát vào đây thôi. Đây các bạn, bây giờ mình sẽ quay cận cảnh cái cách chị ấy làm ra một cái tô huyết chân tương. Địa chỉ chỗ này là 122 đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh các bạn. Cái đường Phạm Văn Hai, quận 2. Thì theo cái chào lưu các bạn thì cái món huyết chân tương này thì hiện tại ở trên cái khu vực này cũng khá là nhiều cái chỗ họ bắt đầu họ giống như kiểu họ cũng đi ra sâu đó các bạn. Có 2-3 quán ở khu vực này thì những cái chỗ này là ngon nhất và nổi tiếng nhất ngay từ những ngày đầu luôn. Thì cái món huyết chân tương này nó rất là nổi tiếng ở Thủ Dầu Một các bạn. Ngay chỗ chợ Thủ là có một cái chỗ người ta bán cái huyết chân tương này rất là ngon luôn. Ok, bây giờ mình sẽ đi vào. Thì các bạn biết là cái phần huyết chân thì nó đi có cái đi kèm với những cái đồ lòng ruột rồi gan rồi. Chào bà chủ. Đấy, quay lại nha. Đấy thấy rồi mình đi mua. Dạ. Thấy rồi, thấy review quá. Nhiều. Huế hả? Dạ. Nhưng mà mình đóng tiền thuế xong mình xoay 3-4 cái nhà cũng được. Bình định vô xoay 3-4 cái nhà luôn mà chủ. Đây các bạn, đây là để tạo thành một cái tô huyết chân tương thì quá trời. Rất là đông nha các bạn. Thì để tạo thành một cái tô huyết chân tương thì cái đây đi ăn kèm nè. Cái món này thì thường thường các bạn thấy là giống như là cái món lòng heo bánh hỏi, cháo lòng rồi các bạn. Những cái thành phần thì hình giống như là muốn lòng heo bánh hỏi Bình Định ra. Quán này hình như gốc Bình Định phải không anh? Dạ. Có bán bánh hỏi không? Quá trời thơm quá. Hai tay anh lìa các bạn. Còn cái bên này là một cái tô huyết chân này. Huyết chân này. Ba chân luôn hả? Tô này thì cái giá nó dao động từ bao nhiêu tới bao nhiêu ta? 50 ngàn hả? 50 ngàn một tô. Phải không? Bà chủ 50 ngàn đúng không? Bà chủ xin nữa. Đấu thủ quá trời, xung quanh nói hai ba đẻ ra hai ba tiệm rồi chị. Một nhà nó là hai quán hả chứ? Vậy hả? Nhà nó hai chồng chặn hai đầu. Chặn hai đầu, mình kẹp giữa mình dớt hết khách luôn. Đây các bạn đi vô đây coi. Bên đây trước. Quá. Có đầy đủ trong đây hết.
Dạ rồi, cảm ơn anh. Rồi, chú mấy phần? Rồi, chú bạn phần không? Ủa, giúp phần anh dưới mẻ mà thôi. Mặt chỗ nào đây? Đây, đây, đây. Rồi, tiếng chơi kìa, chào ơi. Cho thêm ổ bánh mì nữa nè. Ngày bán mấy thôi rồi vậy? Ngày bán được mấy thôi rồi? Vô chừng hả? Bữa nào gặp anh nào mở hàng nhẹ dưới á, anh không được khách sạn à. Thì bữa đó bán khách sạn. Gì vậy, khách sạn đây nữa? Đúng rồi, anh nào mà anh khách sạn cho anh mở hàng thì bữa đó nặng dí á. À, có vụ đó nữa hả? Buôn quán mới gặp dí mở hàng thôi chứ. À, vậy hả? Chứ đâu phải lúc nào cũng bán khách khách đâu. Nên mà buôn quán mà gặp cái duyên đâu là hên này gặp được cái mở hàng. Ủa, chị ở Bình Định, chị ở huyện nào đó? Chị Phước. Chị Phước hả? Em hai quần và... Ôi, ra quyết đi! Rồi. Anh Bà Định ở khúc nào? Em ở Tây Sơn. À, Tây Sơn. Dạ. Ủa, nhớ cái kênh này quay mấy lần nữa. Đúng rồi, đây tới hoài mà. Thơm, cái gừng, bỏ gừng này nó đỡ cái mùi không vậy? Cái gừng á. Mình có bỏ gừng nhiều lắm không? Gừng á. Đây là đây 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 anh này nữa nè. Hấp dẫn quá, hấp dẫn quá. Cái thước chân này mà ăn bánh mì vậy bạn. Đông lắm, về đợi ngoài đông lắm các bạn. Có một vòi hai vòi. Hai vòi, hai vòi. Có 100 đủ rồi con. Hôm trước thì mình có hỏi chỉ là bán một ngày vô trùng nhưng mà thời điểm cao nhất là có thể 10 cái này các bạn. 10 cái thâu này. Thấy chỗ khu vực này là quán chị ra đầu tiên đó không? Ra đầu tiên. Ra đầu tiên khách người ta biết nhiều hơn. Cũng một mối khách họ làm nhưng mà ăn một lần thôi, họ ăn lần thứ hai, họ làm một quán á. Dạ. Ở trên đi xuống rồi họ làm xong rồi vô. Họ ăn một lần nữa, họ ăn nữa, họ qua đây. Khách họ nói như vậy. Dạ, như cô review có một quán thôi nhưng giờ nghĩ là thứ hai ba quán. Đây rồi. Đây
khá đông. Đây các bạn thấy một chút xíu nữa, cái khu này là huyết chân viên, rất là nổi tiếng luôn. Thì mình đã quay ở đây cũng khá là nhiều video luôn các bạn, nói chung là anh chị chủ là đồng hương, rất là dễ thương, vui tánh luôn. Tuy Phước hay là An Dương ở vùng Tây Sơn hay là các vùng khác Bình Định thì thường thường các bạn thường là ăn hay cái món này á, dường như lòng heo bánh hỏi này hay là cháo lòng của các bạn, là món rất là nổi tiếng ở Bình Định. Khi mà vào miền Nam này thì chỉ customize làm cái món gọi là món huyết chân này đó các bạn, là làm nức lòng những ẩm thực, những gọi là những thực khách khó tính ở Sài Gòn các bạn. Chung là rất là nhiều luôn, phần lòng rồi mề rồi là gan, các phần của cái heo các bạn. Nó ăn cơm rồi. Hai tay lia lịa không? Ủa mình nó có bán trên app nữa hả chị? Không, bán app bên. À vậy hả? À. Bán trên app hình như là mất phí đó. Dạ đúng rồi, hồi trước tụi em cũng có đăng ký nhưng mà thấy nó cao quá. Phí cao lắm á, nghe nói là. Dạ. Không hề. Là nói không, nói không với là áp, không với là nhưng mà nếu mà cái món mình tuyệt vời nổi tiếng thì nhiều người truyền miệng nhau còn nhanh hơn ha chị. Chỉ chỗ này chỉ có một chỗ duy nhất không có chi nhánh đúng không chị? Đúng rồi, bản mình đã đề chữ không chi nhánh rồi mà. Dạ. Bạn nhớ tôi lớn lần thứ ba luôn phải chưa? Chính xác. Cái khu vực này là khu vực khá là sầm uất, nó gần cái chợ Phạm Hai cho nên là cực kỳ đông nha các bạn, đặc biệt là khu ngã ba này. Thì các bạn anh huyết chân 122 của cái chị gốc Bình Định này rất là vui tính, rất là dễ thương luôn các bạn, và nối không với là app nha mọi người. Thường thường các bạn biết là nếu mà bán qua các cái ứng dụng app Grab rồi thì phải mất cái tiền ở trước khấu cho cái nhà cung cấp đó, cho nên là chị bán hiện tại thì cái món của chị rất là nổi ở Sài Gòn luôn các bạn. Giờ chị đang làm 5 tô. Tô như vậy ở đây thì dao động từ khoảng 50.000 các bạn. 50.000 là mọi người sẽ ăn đầy đủ á. Các bạn không muốn ăn gan hay là muốn những không ăn muốn cái gì á. Ví dụ như là không ăn ốc heo này thì báo cho biết thì cái giá nó sẽ giảm xuống. Nhìn hấp dẫn không?
Ngày hôm qua thì ao đòi ăn bánh tráng, nướng. Đây ngã ba nên khá là ồn ào các bạn. Xe chỗ vậy quá trời luôn. Rồi, ok. Bây giờ đi quay xa xa tí cho các bạn giờ hình dung phía bên kia thì ông xã của chị gái này thì bán gọi là gà nướng các kiểu. Còn phía bên này thì chị bán là huyết chân tương. Thì cái địa vị chỉ là ngay chỗ ngã ba giữa đường Phạm Văn Hai với đường Nguyễn Thị Tu Minh các bạn, gần với cái khu vực của chợ Phạm Văn Hai, một trong những ngôi chợ khá là lâu đời và rất là nổi tiếng ở quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video nha. Hẹn gặp lại các bạn ở các cái video tiếp theo. Chúc các bạn có một buổi tối vui vẻ và hạnh phúc bên mình. Ok. Chúc chị gái mua may bán đất nha. Cảm ơn. Sắp được mua được vài căn nhà ở Sài Gòn luôn. Rồi.